6 loại thực phẩm giúp cho bạn lọc sạch gan của mình. Đầu tiên đó chính là tỏi. Trong tỏi thì nó có nhiều sulfur tự nhiên giúp cho cái việc mà giảm những cái phản ứng viêm ở gan, cũng giống như nó là một cái kháng sinh tự nhiên mà giúp cho chúng ta ngừa những cái vấn đề về nhiễm khuẩn, về virus, về nấm. Cái thứ hai là nghệ. Trong nghệ thì có curcumin. Curcumin là một chất kháng viêm mạnh nhất, đồng thời nó sẽ giúp cho gan của mình đào thải những cái kim loại nặng như là chì hay là thủy ngân. Và cái thứ ba nữa đó chính là củ cải. Trong củ cải nó sẽ giúp cho cái việc giảm men gan cũng giống như là giúp thanh lọc gan. Và cái thứ tư nữa đó là nấm. Trong nấm nó có nhiều glutathione là một bậc thầy chống oxy hóa nên sẽ giúp bảo vệ tế bào gan và các tế bào khác trong cơ thể chúng ta. Và cái thứ năm đó chính là trái bơ, nó có nhiều glutathione nên sẽ giúp sửa chữa và ổn định tế bào gan của mình. Và cái cuối cùng là cái quan trọng nhất đó là các loại rau thuộc họ cải, ví dụ như là cải xăng hay là rau wasabina, trong đó nó có thành phần là sulforaphane giúp cho đào thải độc tố gan tốt nhất, cũng giống như là giúp việc mà giải quyết những cái vấn đề gan nhiễm mỡ. Ngoài ra sulforaphane bị tác động bởi nhiệt nên nếu các bạn nấu các loại rau họ cải lên thì đồng nghĩa với nó sẽ mất hoàn toàn cái sulforaphane.